Phật chỉ ra năm kiểu người tu miệng nên dễ gặp được quý nhân. Những kiểu người tu miệng nên cuộc đời phú quý, cũng dịp gì họ luôn có lý do để cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thường được mọi người quý mến, nể trọng và đặc biệt là không quá bị hoàn cảnh tác động. Phú quý hay phước báo của một người không chỉ nằm ở số tiền bạc mà họ sở hữu, đó còn là một cuộc sống an nhiên, vui vẻ, khỏe mạnh. Ngay cả những người không cần có quá nhiều tiền, nhưng nếu họ biết điều chỉnh tâm lý, biết đối nhân xử thế và có thể tạo ra cảm giác sung túc cho cuộc sống của mình bất cứ lúc nào. Thứ nhất, người không cằn nhằn, khí chất thanh cao. Cuộc sống lúc thăng lúc trầm nên sẽ có những chuyện không như ý xảy ra. Thế nhưng nếu trong lúc đối mặt với khó khăn mà luôn than phiền cằn nhằn sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy ái ngại hoặc khó chịu. Thí dụ, mỗi lúc buồn liền than vãn, kêu ca cuộc đời bất công, tôi hay gặp đen đủi, thì chỉ càng thấy cuộc sống của họ trở nên tăm tối, mọi người tránh xa, còn thần tài cũng không dám lại gần. Thế nên, cổ nhân mới kết luận rằng, kiểu người tu miệng nên cuộc đời phú quý, là người không cằn nhằn cáu bẳn mỗi khi gặp nghịch cảnh, vì ở họ luôn tạo ra khí chất mà không phải ai cũng có được. Một người hay cằn nhằn thường tỏa ra năng lượng tiêu cực. Ngược lại, một người luôn tích cực sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, dễ chịu khi ở gần. Đồng thời, tâm thái tích cực của họ cũng lan tỏa và khích lệ mọi người, để lại ấn tượng tốt trong lòng người đối diện. Và dĩ nhiên, họ sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Nhưng không cằn nhằn không có nghĩa là đang cam chịu hay nhu nhược. Thực ra, những người này vốn có sự an tĩnh trong tâm của mình nên không bị ngoại cảnh tác động. Người đó sẽ đủ dũng khí vượt qua nghịch cảnh. Họ đủ khả năng nhìn xa trông rộng và hiểu rằng khó khăn cũng sẽ sớm qua đi, trả lại cho họ những ngày bình yên. Không phải ai cũng đủ may mắn sinh ra là có số mệnh được quý nhân giúp đỡ. Thế nhưng, chính bằng việc bản thân biết tu dưỡng thì cũng đã có thể cải biến số mệnh và thay đổi vận khí của chính mình. Thái độ quyết định hết thảy và tính cách quyết định vận mệnh. Cho nên, một người có vận mệnh tốt hay không, quý nhân nhiều hay ít, đều có quan hệ chặt chẽ với quá trình tu dưỡng. Một người biết tu thân, tu miệng của mình, ở họ tỏa ra khí chất khiến người khác cảm thấy nể phục. Thứ hai, người ăn uống biết tiết chế luôn khỏe mạnh. Phật dạy, ta hãy biết đủ, không chỉ là ở khía cạnh tài chính, mà còn ở khía cạnh ăn uống để đảm bảo sức khỏe và sống thọ. Có người hiện đại không quan tâm tới điều này, vì họ có sở thích thưởng thức càng nhiều đồ ngon vật lạ càng tốt. Lòng tham khiến họ mắc càng nhiều bệnh tật hơn. Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, ngày càng nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện đã minh chứng cho sự thật đáng buồn này. Ai chẳng thích được ăn ngon, nhưng không phải ai cũng biết cách tiết chế bản thân vì sức khỏe. Kết quả là tự làm khổ chính mình. Có sức khỏe thì ắt da vẻ đẹp, vẻ ngoài thanh thoát. Đó thực sự là món quà xa xỉ của cuộc sống mà không phải ai cũng có được. Chỉ những người biết ăn uống đúng cách mới hiểu được điều này. Thế nên, những ai biết kiểm soát tốt cái miệng của mình, không ăn uống bừa bãi, biết cái gì nên ăn, cái gì không nên, thì có thể đạt được mục tiêu sức khỏe, lại có thể học cách kỷ luật bản thân trong việc ăn uống. Thứ ba, biết nói chuyện thu phục lòng người. Người biết nói chuyện không phải là người luôn miệng nói, luôn miệng phân bua, kẻ hay tranh phần nói của người khác, thích áp đặt ý kiến, sẽ chẳng ai dám chia sẻ tâm sự với họ. Thế nên, một người biết nói chuyện là người biết khi nào nói câu gì, khi nào cần im lặng lắng nghe, thậm chí chỉ cần vài câu ngắn ngủi, đơn giản,
cũng có thể chạm tới trái tim của người khác, khiến đối phương hoàn toàn bị thu phục. Muốn có được điều đó không hề đơn giản. Họ phải biết tu thân, và quan trọng là tu cái miệng của mình. Thêm nữa, họ phải có khả năng thấu cảm, biết đứng vào vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề. Chuyện kể lại rằng, một vị Pharaon gửi tặng nhà hiền triết Piat một con vật quý hiếm để làm lễ tế thần. Pharaon còn muốn thử thách thêm về khả năng xử lý vấn đề của nhà hiền triết, nên gửi yêu cầu sau khi cúng tế xong phải trả lại cho ngài cái gì trong con vật quý hiếm này, vừa tốt nhất lại vừa xấu nhất. Nhà hiền triết đọc thư xong, liền sai người hầu xẻo lưỡi của con vật rồi trao cho thị vệ mang về cho Pharaon. Nhà hiền triết muốn nhắn nhủ với vua rằng cái lưỡi là phần tốt nhất nếu biết sử dụng, nhưng đồng thời cũng là phần xấu nhất nếu không biết sử dụng nó. Một chuyện khác kể về anh nô lệ Aesop được ông chủ Santo vô cùng tin yêu. Một hôm nhà có khách nên ông chủ sai Aesop ra chợ mua thức ăn. Tuy không được dặn phải mua gì, nhưng anh chủ động mua đủ các loại lưỡi, từ lưỡi lợn, lưỡi bò cho tới lưỡi ngựa, rồi chế biến nấu nướng. Lạ miệng ăn ngon nên chủ và thực khách đều hài lòng. Lần khác nhà lại tiếp khách, và Aesop cũng được sai đi chợ mà không dặn phải mua gì. Vẫn như lần trước, anh lại mua toàn các loại lưỡi, chỉ có điều khác là về cách chế biến thêm bớt gia vị. Lần này anh cũng được khen ngợi vì món ngon lạ miệng. Ông chủ hỏi lý do tại sao lại mua lưỡi mà không thử thêm các món khác. Aesop trả lời rằng: "Thưa ông, mọi sự tốt xấu, lợi hại trên đời này đều do cái lưỡi mà ra, đều do người ta có biết sử dụng cái lưỡi một cách khéo léo hay vụng về mà thôi. Vì thế, hai lần tôi đều mua lưỡi về chế biến mà ông chủ và quan khách vẫn không nhàm chán. Cũng nhờ khéo nói hợp với ý chủ, nên anh này càng được chủ tin yêu hơn, và về sau còn được giải phóng khỏi thân phận nô lệ, sống cuộc đời tự do. Vậy nên, muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần để ý tới cách họ nói chuyện. Phúc quả đều từ miệng mà ra. Con người muốn có mệnh tốt, ắt phải tu cái miệng của mình. Thứ tư, người biết giữ miệng, sống đời an nhiên. Cổ nhân với kinh nghiệm sống ngàn đời của mình đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng người không quản được cái miệng thì khó ăn phận thủ thường, thường tự rước quà vào thân. Cuối cùng thì những muộn phiền, chuyện đau lòng của cuộc sống này chủ yếu từ việc một ai đó chê bai, nhận xét hay xì xào, nói xấu về ta. Thế nên, nếu không có những lời đó, thì cuộc sống của ai cũng đều trở nên an nhiên. Có thể nói, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời này cũng mang theo một tâm sự nào đó, và đó là điểm yếu của họ. Thứ bản thân đang canh cánh, lo âu trong lòng càng khiến cho họ khó có thể giữ kín. Thế mà, chuyện tưởng là bí mật khi tiết lộ cho một người thì sau đó ai cũng biết. Với một người tự biết cân bằng, ý thức được lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng và kiểm soát hành vi của mình thì luôn có được nội tâm mạnh mẽ. Nhờ biết giữ miệng mà họ có được cuộc sống an nhiên. Hơn nữa, khi miệng lưỡi thế gian cố tình làm tổn thương ta, khiến ta muộn phiền, thì chỉ có cách bình tĩnh, tự chủ trở lại, tránh nổi nóng. Cần tránh thêm dầu vào lửa khi do phản ứng gay gắt với đối phương. Trái lại, nếu ta biết nói lời bình tĩnh, có tình có lý, kèm theo chứng cứ cụ thể, sẽ có sức mạnh thuyết phục người nghe, giúp xóa bỏ hận thù, hóa giải xung đột, và mang lại niềm vui và bình an cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Thứ năm, người luôn miệng cười dễ gặp quý nhân. Mẹ Teresa từng nói, mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của sự yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ. Vì thế, nụ cười rất quý,
đó là hành động ban phát, lan tỏa tình yêu của mình. Một người luôn miệng cười sẽ như ánh sáng sưởi ấm trái tim những người xung quanh mình. Đó chính là điều đơn giản giúp bạn hạnh phúc mỗi ngày, mà dường như đã bị bỏ quên vì cuộc sống bận rộn với những lo toan, ưu phiền. Nếu chịu khó quan sát xung quanh mình, ta có thể thấy những người luôn rạng rỡ với khuôn miệng tươi tắn, luôn tạo thiện cảm với mọi người. Nhờ thế mà cuộc sống thuận lợi, đi đâu cũng được giúp đỡ, hỗ trợ. Đồng thời, tâm thái tích cực còn có thể cuốn hút cảm hóa và khích lệ người khác mà không cần phải dùng tới bất cứ lời nói hay sự đe dọa nào đó. Những người này sẽ dễ dàng nhận được thiện cảm và ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Do đó, họ sẽ dễ gặp được quý nhân trợ giúp. Đó thực sự là cuộc đời phú quý mà ai cũng mong có được. Còn ở khía cạnh khoa học, mỗi khi cười sẽ khiến cơ thể giải phóng hormone endorphin, một chất có khả năng giảm đau tự nhiên cho cơ thể, và hormone serotonin, chất dẫn truyền thần kinh mang đến cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chất hóa học tự nhiên này nâng đỡ tinh thần, thư giãn các cơ bắp và làm giảm nỗi đau thể xác. Thế nên, từ nay về sau, dẫu có đối mặt với nghịch cảnh cũng đừng buồn bã, cũng đừng than khóc tới mức bi lụy. Hãy mỉm cười đối mặt, rồi cánh cửa đi tới con đường hạnh phúc sẽ mở ra trước mắt bạn. Buông bỏ lòng ghen tị với 4 điều dạy của Phật. Buông bỏ lòng ghen tị là một hành động cao cả và mang lại sự giải thoát cho tâm hồn. Khi chúng ta ghen tị, chúng ta đặt mình vào tư thế so sánh và luôn muốn có những gì người khác đang có. Tuy nhiên, điều này chỉ mang đến sự đau khổ và không hạnh phúc. Hãy chấp nhận bản thân và tìm hiểu giá trị riêng của mình. Mỗi người chúng ta đều có những ưu điểm và tài năng riêng, và chúng ta không cần phải so sánh mình với người khác để thấy mình đáng trân trọng. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và tập trung vào việc phát triển và nâng cao năng lực của mình. Buông bỏ lòng ghen tị cũng là cách để tạo ra một môi trường tốt đẹp hơn xung quanh mình. Khi chúng ta không còn đắm chìm trong cảm giác ghen tị, chúng ta có thể tận hưởng và chia sẻ niềm vui với người khác một cách tự nhiên và chân thành. Đồng thời, chúng ta cũng tạo ra không gian cho người khác để phát triển và tỏa sáng, mở ra những cơ hội mới và đẩy mạnh sự phát triển chung. Thay vì chỉ tập trung vào những gì người khác có, hãy tập trung vào việc xây dựng cuộc sống của chính mình. Hãy đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ và tạo dựng những giá trị riêng mà chúng ta có thể mang đến cho thế giới này. Khi chúng ta không bị áp lực và khống chế bởi cảm xúc ghen tị, chúng ta có thể sống một cuộc sống tự do, bình an và tràn đầy niềm vui. Chúng ta có thể tận hưởng từng khoảnh khắc và trân trọng những điều đơn giản nhưng quan trọng trong cuộc sống. Hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà nó tồn tại trong lòng chúng ta khi chúng ta tìm thấy sự an bình và sự đồng lòng với thế giới xung quanh. Buông bỏ lòng ghen tị không chỉ giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, mà còn giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong lòng. Khi chúng ta có thể chào đón thành công và hạnh phúc của người khác mà không ghen tị, chúng ta đã tiến bước trên con đường đến sự tự do tâm hồn và trọn vẹn hơn trong cuộc sống. Biểu hiện của lòng ghen tị thấp nhất là khẩu nghiệp, nói điều sai quấy về người khác. Nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Phật dạy cách xóa bỏ lòng ghen tị để thân tâm an lạc, nhận ra giá trị của bản thân và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Nếu có lòng ghen tị, sẽ mắc phải những sai lầm rất đáng tiếc sau đây. Thứ nhất là
tạo ra nghiệp ác. Vì thấy người có mà mình không có, nên tạo ra những việc trái với luân thường đạo lý để có cái của người, hoặc hại người mà đoạt lấy cái mình thích. Thứ hai là không phát hiện ra khuyết điểm của bản thân. Chỉ vì chăm chăm thấy thành tựu của người khác, suy bì với người khác mà không tự soi rọi bản thân, xem tại sao mình chưa đạt được thành tựu đó, rút kinh nghiệm mà cố gắng. Thứ ba là mất đi bạn bè. Người hay ghen tị, không được quan nghênh, không thật lòng đối đãi với người khác, nên bạn bè cũng dần mất đi. Thứ tư, phá hoại bồ đề tâm. Những thiện nghiệp công đức đã gây dựng đều bị mất. Tâm tình lúc nào cũng bồn chồn, không thoải mái, không yên ổn, nguy hại tới sức khỏe. Để chuyển biến thói xấu, bốn phương pháp từ bỏ lòng ghen tị theo lời Phật dạy dưới đây hãy thực hành hàng ngày. Thứ nhất là nhận thức tâm ghen tị là nguy hại, nhất định không làm theo. Thứ hai là quý trọng bản thân, tự hào vì mình đã đạt được và đang cố gắng để đạt được. Mỗi người có một phúc báo riêng, chỉ có tự mình chân chính làm nên mới lập bền vững nhất. Thứ ba là tập thói quen tùy hỷ công đức, học cách khen ngợi người khác, công nhận thành tựu của người khác. Thứ tư, quan trọng nhất là giữ tâm thanh tịnh, một lòng hướng Phật, từ bi hỷ xả, thì lòng ghen tị tự khắc không còn. Phật đã truyền đạt những lời dạy vô cùng sâu sắc về lòng ghen tị nhằm giúp chúng ta thoát khỏi những cảm xúc đau khổ và tìm đến sự hòa hợp và bình an trong tâm hồn. Theo lời Phật dạy, lòng ghen tị là một trong những tâm tình có hại nhất và làm cản trở đường tới sự giác ngộ và hạnh phúc. Ghen tị sinh ra từ sự so sánh và ganh đua, từ lòng ham muốn và lòng tự cao tự đại. Khi chúng ta không thể chấp nhận thành công, tài năng hay hạnh phúc của người khác mà luôn luôn muốn có được những gì họ có, chúng ta đánh mất đi sự hòa hợp và sự hạnh phúc thực sự. Phật đã khuyên chúng ta phải tìm hiểu và hiểu rõ về bản chất của lòng ghen tị. Chúng ta cần nhận ra rằng sự khác biệt và đa dạng là điều tự nhiên trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều có những mặt mạnh và yếu khác nhau, và không ai hoàn hảo trọn vẹn. Chính trong sự khác biệt đó, chúng ta có thể học hỏi và phát triển bản thân một cách tốt hơn. Phật đã dạy rằng, để vượt qua lòng ghen tị, chúng ta cần rèn luyện lòng biết ơn và lòng từ bi. Thay vì nhìn vào người khác vì những gì người khác đạt được, chúng ta nên nhìn vào những điều tích cực và những thành tựu của bản thân. Chúng ta cần trân trọng và biết ơn những gì mình đã có và cống hiến sự quan tâm và lòng từ bi cho người khác. Lòng từ bi cũng giúp chúng ta tạo ra môi trường tốt đẹp, nơi mà chúng ta không cạnh tranh hay ganh đua với nhau, mà hơn hết là hỗ trợ và cổ vũ lẫn nhau. Chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và thành công của người khác một cách chân thành và tận hưởng hạnh phúc trong lòng khi chúng ta biết rằng sự thành công của người khác không làm giảm đi giá trị hay cơ hội của chúng ta. Có cách nào thu gọn Phật Pháp trong một câu nói không? Có một ông hành giả hỏi vị thiền sư, có cách nào thu gọn Phật Pháp trong một câu nói không? Vị thiền sư mới lấy một cây que, dạch một đường dưới đất, rồi hỏi đường dạch này dài hay ngắn. Ông hành giả nói, thưa ngài, nói không được, bởi vì muốn nói dài hay ngắn mình phải so với cái gì đó. Thiền sư nói, đó, Phật Pháp là gom trong đó đó. Tại sao Phật Pháp gom trong câu đó? Là vì mình có so sánh nên mình mới ghét cái này thích cái kia. Vì mình có thích ghét, mình mới làm các việc thiện ác. Quý vị có phân biệt được cái mình với cái nhám không? Chính vì
có phân biệt mịn, nhám, nên mình mới thích cái mịn, không thích cái nhám, đúng không? Chứ nếu từ nhỏ đến lớn, quý vị có xài một thứ thôi, thì quý vị đâu có phân biệt. Tôi biết có nhiều người họ xài áo ấm polyester, nó khác. Đồ ấm bằng len, nó khác. Bằng cashmere, có khác. Bằng angora, có khác. Mình có xài, mình mới biết cashmere nó khác len. Rồi từ đó, mình mới khoái cái cashmere. Tại sao mình có thích có ghét? Tại sao tôi ghét cái bà này? Một là, bà đã làm những cái chuyện chống lại lợi ích của tôi. Cách hành động của bà không giống với cách hành động của những người thương tôi. Tôi phải có so sánh trong đó. Muốn tự học Phật, nên bắt đầu từ đâu? Đời sống này, nó là một sự so sánh. Tại sao thích ăn cay? Là vì cái cay nó ngon hơn cái không cay. Tại sao sợ cay? Là vì cái không cay nó ngon hơn cái cay. Tại sao có những món mình ăn phải nóng? Là vì ăn nóng nó ngon hơn không nóng. Có nhiều món mà mình phải ăn lạnh nó ngon hơn không lạnh. Như trưa hè nóng nực, mình ăn chén chè đậu xanh ấm ấm, nó không ngon bằng chén chè đậu xanh mà có đá. Cho nên, có nhiều lúc lạnh nó ngon hơn không lạnh, có nhiều lúc nóng nó ngon hơn không nóng. Có nghĩa là, ghét và thích nó đều đi ra từ so sánh. Từ có so sánh mới có thích ghét. Từ có thích ghét nên người ta mới có trốn ghét tìm thích. Và có nhiều con đường trốn ghét tìm thích. Con đường thứ nhất là thiện ác bất chấp. Con đường thứ hai là làm lành lãnh dữ. Để chi vậy? Để kiếm được cái thích và né được cái ghét. Như vậy, toàn bộ Phật Pháp nằm trong đường vạch đó, đúng không? Phật Pháp vi diệu. Nhờ cô Đoàn Như Ý, giáo viên trường Chu Giang An, kể tôi nghe về tấm gương nghị lực phi thường và nhân hậu vượt qua bệnh tật hiểm nghèo nhờ trì chú tụng kinh làm công quả từ thiện. Tôi về trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm gặp cô Liên Văn Thư, hỏi mới biết nhà cô La Thị Xuân Lộc ở tổ 1, phường Phú Hiệp, thành phố Huế. Trò chuyện với cô Lộc, cô nói Phật Pháp vi diệu. Năm nay cô Lộc 58 tuổi. Năm 51 tuổi, cô bị ung thư buồng trứng. 3 tháng sau quá trị 6 đợt rồi di căn qua xương, xạ trị 25 tia. 3 năm sau, di căn qua vú phải cắt bỏ. Đến nay, vừa tái khám xong, mừng là được xác định không có di căn tái phát. Oai lực phi thường của chú Đại Bi. Trong thời gian bị bệnh, chồng cô là ông Nguyễn Đôn Đường. Ngoài việc lo chạy chữa, hàng ngày từ 4 giờ sáng ông lại sám hối 108 lại, cầu nguyện cho cô hơn 1 năm trời. Phần cô Lộc tuy chưa am hiểu nhiều về Phật Pháp, nhưng nhờ các em gái là bác sĩ, người thì khuyên cô ăn chay, người khuyên cô trì chú Đại Bi. Và nhờ sư cô Tuệ Phương gọi cô đến chùa Thuần Hóa cùng tụng kinh Thủy Sám. Từ đó, cô cùng chồng phát tâm ăn chay trường. Cô nghĩ sự sống của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên phát tâm tu sửa chùa làng Thế Long để có nơi tu tập. Chùa làng Thế Long xây dựng cách đây đã 204 năm, bị hoang phế. Cô Lộc cùng cô Lại, bạn đồng tu, xin phép trưởng làng rồi vận động con cháu và bạn bè mua vật liệu tu sửa chùa. Từ đó, mỗi ngày, cô Lộc đều sang chùa tụng 2 thời kinh. Thời sáng từ 5:30 đến 7:00, gồm niệm Phật, lại Phật nửa tiếng, đi kinh hành. Thời tối từ 19:30 đến 21:00, gồm tụng kinh Vô Lượng Thọ, lại Phật 108 lạy. Sau đó có thêm cô Lại và nhiều người nghèo, người khuyết tật đến tu tập. Ban đầu các cô nấu cơm ở nhà đem đến chùa cho các bạn đồng tu thọ dụng. Sau này xây được nhà trai, các cô nấu ăn luôn tại chùa. Cô Lộc tâm sự: em tụng kinh, một mình em cũng tụng, hai người em cũng tụng,
đều đặn mỗi ngày như thế cho đến nay. Ngày rằm 4 tháng 10 năm 2017, tôi đến chùa Thế Long. Các bà, các chị và nhiều đạo hữu khuyết tật đang tụng kinh A Di Đà, thí thực và phóng sinh. Đạo tràng chùa Thế Long hiện có hơn 40 đạo hữu cùng tu tập tụng kinh niệm Phật mỗi tháng 3 ngày, mùng 1 rằm và ngày 28 âm lịch. Chú Đại Bi và Tâm Kinh tinh túy lòng từ bi và trí tuệ. Ngoài ra, các cô thường tổ chức trao quà cho học sinh nghèo vượt khó ở các trường trung học cơ sở trong phường, thăm và tặng quà cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Trung thu vừa qua, đạo tràng Phật tử chùa Thế Long đã trao 52 suất quà cho các em khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, thăm và trao 75 suất quà cho các em khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế với lòng thương mến chân thành. Mọi người rất hoan hỷ và cảm động. Cô giáo La Thị Xuân Lộc đã từng đoạt giải nhất giảng dạy môn ngữ văn thành phố Huế niên khóa 1999-2000, chiến sĩ thi đua nhiều năm liền. Giờ đây, cô dũng mãnh vượt qua bệnh tật, nhờ phước đức tu tập, sửa chùa, làm nhiều việc thiện, hướng dẫn bà con nghèo, khuyết tật tu học theo Phật Pháp. Cô Lộc là tấm gương sáng cho nhiều người học hỏi noi gương. Một phụ nữ Phật tử Huế đã thoát chết nhờ Phật Pháp vi diệu. Truyện Phật giáo, ai thắng, ai thua. Có một thiền sư lên núi chặt củi. Trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay. Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: "Thưa thiền sư, tôi và ngài đánh cược một ván được không?" Thiền sư hỏi lại: "Cược thế nào?" "Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết. Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về tôi." Cậu thiếu niên trả lời. Vị thiền sư đồng ý và đoán: "Con bướm trong tay cháu chết rồi." Cậu thiếu niên cười lớn đáp: "Ngài đoán sai rồi." Nói đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ trong tay bay lên. Thiền sư nói: "Được, gánh củi này thuộc về cháu." Nói xong, ông đặt gánh củi xuống, vui vẻ bước đi. Cậu thiếu niên không biết vì sao thiền sư lại có thể vui vẻ đến như vậy, nhưng nhìn gánh củi trước mặt, cậu ta cũng không để tâm lắm và vui vẻ gánh gánh củi về. Nhìn thấy con về, người cha liền hỏi: "Số củi đó ở đâu ra?" Cậu mới đem chuyện kể lại cho cha nghe. Nghe hết câu chuyện của con trai, đột nhiên ông giơ tay tát con một cái, giọng giận dữ: "Con à, con ơi là con hồ đồ quá rồi. Con nghĩ là mình đã thắng sao? Ngay cả khi con đã thua, con cũng không biết mình đã thua đấy." Lời cha khiến cậu con trai ngơ ngác, không hiểu gì. Người cha liền lệnh cho cậu ta gánh bó củi lên vai, hai cha con mang củi đến gặp thiền sư. Người cha liền cất tiếng: "Thưa thầy, con trai tôi đắc tội với thầy, xin thầy lượng thứ." Thiền sư gật đầu mỉm cười nhưng không nói gì. Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên sau một khoảng thời gian băn khoăn cuối cùng cũng đã nói ra những nghi vấn trong lòng. Người cha thở dài nói: "Vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như thế con mới thả nó ra và thắng được gánh củi. Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và con cũng sẽ thắng cược. Con cho rằng vị hòa thượng đó không biết con tính toán gì hay sao? Người ta thua một bó củi, nhưng vì thứ giá trị hơn rất nhiều đó là từ bi. Còn con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà chẳng hề hay biết." Câu chuyện có thể rất đơn giản, nhưng đó là bài học cho chúng ta trong cuộc sống. Thắng thua thành bại là chuyện thường xuyên dày dò cuộc sống của con người. Có những lúc chúng ta tự cho rằng mình đã thắng, nhưng trên thực tế có khi chúng ta đã mất nhiều thứ quý giá mà chẳng hề hay biết. Lòng từ bi là một giá trị quan trọng trong cuộc sống. Nó mang đến sự thông cảm và lòng nhân ái
đối với mọi người xung quanh chúng ta. Ý nghĩa của lòng từ bi không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ người khác mà còn đem lại niềm an ủi và hạnh phúc cho chính bản thân. Khi chúng ta có lòng từ bi, chúng ta không chỉ tìm cách hiểu và chia sẻ khó khăn mà còn nhìn thấy những niềm vui và thành công của người khác như niềm vui của chính mình. Lòng từ bi không phân biệt đối tượng, không kỳ thị tôn giáo, chủng tộc hay địa vị xã hội. Nó là nguồn động lực để ta giúp đỡ và chia sẻ yêu thương một cách vô điều kiện. Lòng từ bi không chỉ thể hiện qua những hành động lớn mà còn được thể hiện qua những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Một lời chia sẻ động viên, một nụ cười chân thành hay một sự quan tâm tới những khó khăn của người khác đều có thể tạo nên sự thay đổi tích cực và lan tỏa yêu thương. Khi chúng ta sống với lòng từ bi, không chỉ người khác mà chính ta cũng trở nên hạnh phúc hơn. Lòng từ bi là nguồn năng lượng tích cực, nó giúp chúng ta xóa bỏ tự ái và tự ti, thay vào đó là một tâm trạng bình an và sự thỏa mãn với bản thân. Hãy nuôi dưỡng và trân trọng lòng từ bi trong trái tim mỗi ngày. Đó là một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể mang đến cho thế giới này. Bằng cách sống với lòng từ bi, chúng ta có thể góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mà tình yêu và sự chia sẻ thịnh vượng. Đi tu là đi đâu? Nhiều Phật tử hỏi, đi tu là đi đâu? Nghe có vẻ dư thừa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Chỉ thực tế cho thấy rằng, có những người sau khi xuất gia rồi không biết mình nên làm gì. Có người ở chùa mấy mươi năm mà không ý thức được mình đang ở đoạn đường nào trên con đường mà mình đang đi. Trong bài viết nhỏ này, người viết xin ôn lại một vài lời dạy của Đức Phật như một gợi ý để nhắc nhau tu hành trong thời đại phức tạp này. Ngày nay, một người sau khi cạo tóc xuất gia thường được thầy tổ gửi vào các trường Phật học để học. Cứ như thế, học hết trường này đến trường khác. Có người học xong các chương trình Phật học rồi thì theo học các trường bên ngoài. Sau khi học xong, một số người trở thành giảng sư, một số đi dạy ở các trường Phật học, một số người thì tổ chức làm những việc khác như từ thiện, tổ chức phóng sinh và một số thì hầu như thất nghiệp, không có việc gì để làm. Có lẽ vì vậy mà nhiều tăng ni đã theo học hết trường này đến lớp khác. Họ rất sợ không còn lớp để học, vì hình như ngoài việc đi học ra, họ không còn biết làm gì. Học cho hết thời gian, những cách học và làm việc trên đây, thật ra không có việc nào gọi là tu đúng nghĩa, không phải là cốt lõi của sự tu hành theo lời Phật dạy. Muốn biết cốt lõi của Phật giáo là gì, ta hãy quay trở lại cội nguồn ban đầu của Phật giáo thì rõ. Bản thân Đức Phật và những đệ tử của Ngài khi đó đi tu đều vì mục đích được giác ngộ và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Việc truyền bá chánh pháp chỉ thực hiện sau khi đã giác ngộ, đã chứng được một trong bốn quả thanh văn, hay chí ít cũng đã nắm được pháp môn tu và hưởng được phần nào hương vị giải thoát. Chính vì chủ trương như thế nên Đức Phật còn tại thế. Người nào sau khi xuất gia cũng tập trung vào việc tu tập để chứng quả và coi đó là bổn phận duy nhất của mình. Và đây là lý do vì sao vào thời Đức Phật số người chứng quả rất nhiều. Rõ ràng cốt lõi của việc tu hành trong đạo Phật là để giác ngộ và giải thoát, chứ không phải bất cứ cái gì khác. Đọc kinh tạng Nikaya và A Hàm, chúng ta thấy có rất nhiều bài kinh nói về mục đích tối cao mà các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, và đều thống nhất một mục tiêu duy nhất là đoạn trừ sinh tử, như được ghi trong kinh Sela thuộc Trung Bộ Kinh. Rồi Tôn giả Sela với hội chúng
sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm cần mẫn. Và không bao lâu, Tôn giả chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tự đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự chứng đạt và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không còn đời sống khác nữa. Vị này biết như vậy và Tôn giả Xê La với hội chúng trở thành các vị A-la-hán. Đặc biệt trong tiểu kinh, ví dụ loại cây thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng về mục đích của xuất gia, về cốt lõi của tu hành. Này Bà La Môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây, trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi và tưởng rằng đó là lõi cây. Một người thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Và người này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Trong đó, lời dưỡng tôn kính danh vọng là cành lá, giới đức là vỏ ngoài, thiền định là vỏ trong, tri kiến là giác cây và tâm giải thoát bất động là lõi cây. Đức Phật chê trách những ai tu hành vì để đạt được lời dưỡng tôn kính danh vọng, giới đức, thiền định, tri kiến và tuyên bố rằng đó đều không phải là mục đích của chân chính, và tuyên bố rằng đó đều không phải là mục đích chân chính của người vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và Ngài kết luận rằng, như vậy, này Bà La Môn, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này Bà La Môn, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, và lõi cây của phạm hạnh là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Tâm giải thoát bất động chính là giải thoát khỏi phiền não, khổ đau của cuộc đời, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, và đó mới là mục đích tối cao của việc xuất gia. Đọc lại những lời dạy của Đức Phật, nhìn lại chúng ta ngày nay như thế nào? Chúng ta đã đạt được hay có ý muốn đạt được lõi cây chưa? Chỉ e là ngay cả giác cây, vỏ trong vỏ ngoài cũng không có, mà chỉ có các cành lá, tức là chỉ có lợi dưỡng, cung kính, danh vọng mà thôi. Chúng ta đạt được cái điều thấp nhất mà Đức Phật chê trách. Ấy vậy mà không ít người khi có những điều đó lại rất tự hào, rất hãnh diện. Chúng ta không biết hoặc đã quên đi cốt lõi của việc tu hành. Ngày nay, chúng ta không khó bắt gặp những người chỉ mới làm được một số việc như từ thiện, thuyết pháp, dẫn chương trình, đưa tin tức Phật sự, tập hợp được một tín đồ được danh tiếng, cung kính cúng dường, được cử làm chức vụ trong giáo hội thì liền quan hỷ tự mãn, khen mình chê người, rằng ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỳ kheo khác ít được biết đến, ít có quy quyền. Rõ ràng chúng ta đã bám víu vào cái mà Đức Phật dạy chúng ta phải từ bỏ. Chúng ta đã bị lạc đường rồi. Cho nên, càng đi, chúng ta đã xa rời với lý tưởng thực sự của người tu. Những người lạc quan cho rằng Phật giáo Việt Nam hiện nay đang rất phát triển vì làm được nhiều việc, có nhiều tín đồ theo. Tôi thì không nghĩ vậy. Ngược lại, tôi cho rằng chính những cái mà ta cho là phát triển đó lại là biểu hiện của một sự thiếu hụt bên trong. Điều này có thể hiểu theo hai cách. Hoặc là do thiếu hụt bên trong nên người ta cố gắng làm cho cái bên ngoài phát triển, hoặc là do chỉ tập trung phát triển cái bên ngoài mà bỏ qua cái bên trong.
dù sao thì chúng ta cũng cần phải nhìn lại tình trạng tu tập và hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam hiện nay và cần chú trọng trở về với mục đích và lý tưởng thật của việc tu hành, của đời sống xuất gia. Khi đọc về việc xuất gia, tu hành thời Đức Phật, chúng ta thực sự hâm mộ và yêu thương cuộc sống ấy biết mấy. Sau khi xuất gia cho một vị nào đó, Đức Phật đã dạy họ phương pháp tu tập. Vị đệ tử ấy dâng lời Đức Phật đã lựa chỗ thanh vắng tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bà tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm để thực tập pháp ấy cho đến khi giác ngộ. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cũng có thể làm được việc đó nếu như chúng ta đủ can đảm bỏ bớt đi những thành công bên ngoài, đủ dũng khí xả ly tiền tài vật chất, danh vọng, địa vị. Một vị thầy sau khi xuất gia cho đệ tử, ngoài việc dạy quay nghi tế hạnh của người xuất gia thì điều quan trọng là phải định hướng, hướng dẫn con đường tu hành cũng như tạo điều kiện cho đệ tử tu hành để đạt được mục đích chân chính của người tu, tức là giác ngộ như Đức Phật đã từng làm. Như đã đề cập ngay từ đầu, chúng ta đi tu không phải để đi tìm việc làm, mà là đi tìm sự giác ngộ. Chúng ta bỏ cả cuộc đời mình vào chùa ở không phải chỉ để chuyển từ bán hủ tiếu mặn sang bán hủ tiếu chay. Việc làm thì có giới hạn nên sẽ có nhiều người bị thất nghiệp. Nhưng tu hành để giải thoát là việc mà ta có thể làm cả cuộc đời. Giáo pháp của Đức Phật là để tu chứ không phải để làm việc. Và cũng chỉ có tu chứ không phải rao giảng suông mới làm cho giáo pháp của Đức Phật sống động giữa cuộc đời. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy tu tập thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối hận về sau. Mong sao những lời dạy tha thiết của đấng từ phụ không chỉ là cái đẹp nằm trên những trang kinh. Quả báo của việc hành hạ động vật rất nặng. Sinh vật nào cũng xứng đáng được sống. Đừng ý mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, bạn sẽ nhận nghiệp quả đắng cay. Thứ nhất, quả báo của việc hành hạ động vật. Chắc hẳn bạn thắc mắc tại sao nhiều người đá chó mèo để hành hạ, làm đau những con vật nhỏ, nhưng chúng không bị trừng phạt vì hành vi của mình, mà pháp luật dường như không hạn chế khía cạnh này, nên nhiều người muốn làm gì thì làm. Một con vật không nên bị đối xử và làm bị thương bằng bạo lực không cần thiết. Và ở một mức độ nào đó, động vật vượt trội hơn nhiều so với con người. Chúng ta phải biết rằng, hành hạ và bỏ rơi những con vật nhỏ bé là đang làm tổn hại đến một sự sống và một sự sống đang có. Đức Phật nói về quả báo của việc hành hạ động vật, cho biết người chuyên sát sinh hành hạ mọi sinh vật từ lớn đến nhỏ trên cõi đời này đều nhận được nghiệp quả đắng cay. Hãy quý trọng mạng sống mọi sinh vật như mạng của mình. Kinh Bồ Tát Di Lặc cũng có nói: khuyên người siêng làm công đức phóng sinh, chung quy được trường thọ, nếu phát bồ đề tâm, đại nạn trời đất cứu. Cứu mạng chúng sinh sẽ sống thọ, ngược lại, người sống tàn ác thì gặp đại quả cũng chẳng ai cứu nổi. Phước không có mà nghiệp thì nhiều nên sẽ liên tục gặp xui xẻo. Ác tâm và nhu cầu kiểm soát đối với động vật phản ánh trạng thái tinh thần của con người. Từ góc độ nghiệp lực hành vi của việc làm hại loài vật sẽ có nhân quả nghiệp báo kéo dài hơn một đời người. Có người ít khi nghĩ đến nghiệp chướng, cho rằng câu nói nhân nào quả nấy không có gì to tát. Nếu một người không làm hại người khác thì anh ta phải có phần thưởng. Tuy nhiên, nếu một người đã làm tổn hại rất lớn đến những sinh mệnh khác, bao gồm cả tinh thần, thể chất, tình cảm, thì chẳng bao giờ khá được. Làm gì thì gặp quả báo ấy gấp 3 lần. Với những người đã từng làm điều ác nhất thì quả báo có thể gấp 10 lần.
đây là cái gọi là quy luật tự nhiên, rất hiệu quả, đã được chứng minh nhiều lần. Công lý luôn tồn tại. Đối với những kẻ có tư tưởng điên cuồng cho rằng mình có quyền làm hại bất kỳ sinh vật nào, nghiệp chướng có thể không xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không xuất hiện, thậm chí còn nặng hơn. Như đã đề cập ở trên, vì có quá nhiều sự bất kính và tổn hại đối với động vật, nên quả báo có thể xảy ra ngay lập tức hoặc âm thầm bùng nổ, chậm nhưng dữ dội. Đây là sự trừng phạt của thần thánh, và đây là công lý mà một người phải đối mặt khi khoe khoang về việc làm sai trái của bản thân. Hãy vui lòng suy nghĩ trước khi bạn đá đánh hành hạ sát sinh mèo, chó hoặc những động vật khác. Trời biết, đất biết, bạn đang làm gì. Đừng tưởng tội mình phạm không bị phát hiện. Hãy tử tế với tất cả các sinh vật, tôn trọng tất cả sinh vật. Thứ hai, tại sao một số người thích đối xử tàn ác với động vật? Sự xuất hiện của hành vi hung hăng chẳng qua là áp lực tâm lý, thất bại, cản trở hành vi có mục đích, môi trường sống thay đổi lớn bắt chước. Do đó, khi xảy ra bất kỳ hành vi bạo lực nào, bao gồm cả hành vi tàn ác với động vật, thủ phạm phải thực hiện hành vi lạm dụng vì một số yếu tố này. Sau khi làm rõ tiền đề chính này, chúng ta hãy phân tích chi tiết tại sao con người lại có những hành vi ngược đãi động vật. Đó là thoái quá trong quá trình phát triển tâm lý. Từ cổ xưa, con người đã biết sử dụng vũ khí để săn bắt, tức là bắt và giết các loài động vật khác. Tất nhiên, đây là bản năng nguyên thủy để sinh tồn, phát triển. Phần khuynh hướng tâm lý này chưa biến mất hoàn toàn mà tạm thời bị kìm hãm. Sự phát triển tâm lý của chúng ta bị cản trở. Nguyên nhân cản trở có thể do những trở ngại hoặc những thay đổi mạnh mẽ của môi trường sống. Tâm lý sẽ bị củng cố hoặc thoái lui, và hành vi tàn bạo sẽ xuất hiện. Việc theo đuổi niềm vui duy nhất sẽ bù đắp cho tổn thương tâm lý. Ích kỷ muốn gây sự chú ý. Yếu tố này áp dụng cho tất cả những người có hành vi bất thường. Những hành vi bất thường này không được coi trọng, hoặc họ là kẻ không có ý thức về sự hiện diện của bản thân trong xã hội, hoặc bị đặt câu hỏi về quá nhiều khả năng của họ. Người này có xu hướng ra tay bằng những hành vi tàn ác với động vật và được đăng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người khác để chứng minh rằng bạn có khả năng và bạn có thể thực hiện một số hành vi mà người bình thường không dám làm. Đây là một loại củng cố tâm lý bản thân do năng lực của người đó thấp, cố tình sát hại những sinh linh bé nhỏ yếu đuối hơn để ra vẻ ta đây. Trút cảm xúc tiêu cực. Nếu những cảm xúc tiêu cực do thất bại, cú sốc hoặc những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường sống không được giải phóng một cách chính xác, nó sẽ kích hoạt hành vi bạo lực của con người. Tức là chuyển mục tiêu để trút giận. Kiểu người này thường chọn mục tiêu không hung hãn, có thể tùy tiện trút giận, tức là động vật nhỏ để làm, bởi vì nó có thể trút bỏ cảm xúc đến cực điểm. Thiếu quan tâm trong thời thơ ấu, rối loạn nhân cách khi trưởng thành. Có phải lạm dụng động vật thời thơ ấu dẫn đến tỷ lệ bạo lực hoặc tội phạm gia tăng ở tuổi trưởng thành? Câu trả lời là có. Một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến ngược đãi động vật trong thời thơ ấu là không nhận được đủ sự chăm sóc của gia đình. Lúc này, nó có thể gây ra những rào cản xã hội về kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ giữa các cá nhân. Để khơi dậy đủ sự quan tâm từ các thành viên trong gia đình, bất kể bản chất của hành vi quan tâm là có, bất kể là trách móc hay là bảo trì, đứa trẻ đều sẽ làm ra những hành vi phi thường để thu hút sự chú ý. Thiếu quan tâm càng nghiêm trọng thì hành vi đó càng sâu. Ở tuổi trưởng thành, do lạm dụng động vật, việc thiếu các yếu tố xã hội khác nhau trong quá trình trưởng thành, chẳng hạn như sự cảm thông, trách nhiệm
và cảm giác xấu hổ, cũng như tính cách lạnh lùng và thờ ơ được hình thành trong quá trình ngược đãi động vật, có thể dễ dàng phát triển thành nhân cách phản động. Nghiêm trọng hơn là với sự gia tăng của sự tàn ác với động vật khi các cá nhân gặp phải những cảm xúc không thể giải tỏa. Họ không còn hài lòng với việc hành hạ những con vật nhỏ không thể chống cự. Lúc này sẽ xảy ra sự trút giận nghiêm trọng đối với con người. Đối xử tàn ác với động vật là một hành vi vô đạo đức và bất thường. Đừng nghĩ rằng loại hành vi tàn ác này đối với động vật không phải là con người, là trò trẻ con. Hành vi này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Thứ ba, câu chuyện về quả báo của việc hành hạ động vật. Ghét kiến. Ở một vùng núi cao có một người bình thường rất ghét kiến. Mỗi lần nhìn thấy đàn kiến ở góc tường hay dưới đất trong nhà là lại thắp đèn châm một ngọn lửa và đốt cháy tất cả, không còn sót lại một con nào. Và anh ta đã tận hưởng sự vui vẻ bằng việc trong vài năm, và số lượng con kiến bị anh ta đốt chết nhiều vô kể. Tuy nhiên không lâu sau, điều đáng tiếc cuối cùng đã xảy ra. Một hôm do lâu ngày không sửa chữa, đường ống ga nhà anh bị rò rỉ, đang sử dụng thì phát nổ một tiếng cạch cạch. Anh hốt hoảng chạy tắt ga, nhưng không may vì ngọn lửa quá lớn và vô cùng khó khăn, nhiệt độ cao, toàn thân anh ta bị bỏng nặng. Do tình hình quá nghiêm trọng, anh được chuyển đến các bệnh viện lớn để cấp cứu. Theo bác sĩ khi đó, da của người này bị bỏng hơn 40%, tính mạng bị đe dọa, nên anh ta phải điều trị tại bệnh viện lớn, phải điều trị lâu dài. Quá trình trị liệu bỏng được coi là đau đớn và tốn tiền nhất, nên gọi nó là địa ngục trần gian cũng không ngoa. Nếu sau này may mắn được cứu sống, thì trên da của anh ta cũng sẽ có vết sẹo khó lành như cũ. Gia đình mẹ con Dượng. Ngày xưa, có một người vào núi, thấy một con Dượng nhỏ, bèn bắt đem về nhà. Dượng mẹ sau đó đuổi theo đến nhà của người đàn ông. Người đàn ông treo con Dượng nhỏ lên một cái cây trong sân và cho nó xem. Dượng mẹ dùng móng vuốt dỗ vào má người đàn ông như thể đang cầu xin anh ta thả Dượng con đi. Người đàn ông không để con Dượng nhỏ đi và sau đó đánh chết con Dượng nhỏ trước mặt con Dượng mẹ. Dượng mẹ kêu lên thảm thiết, nhảy lên rất cao, rơi xuống đất và mất tại chỗ. Người đàn ông mổ bụng con Dượng cái và thấy tất cả ruột đã bị đứt. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, cả gia đình người đàn ông này đều mắc bệnh dịch. Không lâu sau đó cả nhà đều chết. Quả báo của việc hành hạ Dượng đến với gia đình ông rất nhanh chóng. Hành hạ chim non. Ngày xưa, ở một làng nọ, có gia đình sinh được 3 người con trai, tuổi đều đã gần 20, chỉ biết đi mà không biết nói. Một hôm, bỗng có một người đi ngang qua cửa, thấy 3 đứa con trai ở độ tuổi như vậy nhưng vẫn không biết nói dù cơ thể phát triển bình thường. Ông hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với 3 đứa trẻ này vậy? Chủ nhà trả lời, chúng là con trai tôi và chúng chưa biết nói. Vị khách nói, hãy tự ngẫm lại, tại sao chuyện này đang xảy ra? Trước đây, ngươi có từng hại động vật không? Người chủ nhà vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu mới nói với người khách. Khi tôi còn nhỏ, trên đầu giường có một cái tổ chim, trong đó có 3 con én nhỏ. Mẹ của chúng tìm thức ăn từ bên ngoài cho chúng ăn, và 3 con chim nhỏ luôn há miệng, ngày nào cũng vậy. Một hôm, tôi cho ngón tay vào tổ chim, những chú chim non há miệng ra để xin thức ăn. Thế là tôi cho 3 con chim non ăn thân cây hoa hồng gai. Tất cả 3 con chim non đều chết hết vì ăn phải gai của hoa hồng. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận. Vị khách khuyên chủ nhà cùng gia đình thành tâm sám hối
và chăm làm phóng sinh xuất phát từ tâm, không ăn thịt chim. Cả gia đình người đàn ông làm theo. Một thời gian dài thì bỗng dưng ba người con trai biết nói như người bình thường. 30 lời Phật dạy về hạnh phúc đừng bỏ lỡ. Kính thưa quý Phật tử và quý vị thính giả thân mến, hạnh phúc, một khái niệm sâu sắc và không thể thiếu trong cuộc sống, mang theo nhiều ý nghĩa và giá trị tuyệt vời. Hạnh phúc không chỉ là một trạng thái tâm lý thoáng qua, mà còn là mục tiêu cuối cùng của mỗi người. Với sức mạnh của nó, hạnh phúc có thể thay đổi cuộc sống và tạo nên ý nghĩa đáng kinh ngạc. Trên hết, hạnh phúc là một trạng thái tâm hồn, một sự thoải mái và hài lòng từ bên trong. Đó là cảm giác bình an, là niềm vui trong lòng khi mọi mâu thuẫn và lo lắng tan biến. Hạnh phúc không phụ thuộc vào tài sản hay danh vọng, mà là kết quả của sự chấp nhận và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Hạnh phúc cũng là sự kết nối với thế giới xung quanh. Đó là khả năng tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương với những người xung quanh. Hạnh phúc không đơn độc, mà là sự chia sẻ và sự gắn kết với cộng đồng. Khi chúng ta tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho người khác, chúng ta cũng đồng thời tìm thấy hạnh phúc trong chính mình. Hạnh phúc còn là sự phát triển và trưởng thành cá nhân. Nó đòi hỏi chúng ta không ngừng khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân. Khi ta đặt ra mục tiêu và đạt được những thành công, cảm giác hạnh phúc vô tận tràn đầy trong tâm hồn, sự hài lòng và thành tựu cá nhân mang lại một ý nghĩa sâu sắc và đáng giá cho cuộc sống này. Cuối cùng, hạnh phúc là khả năng sống trong hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đôi khi chúng ta dễ dàng bị cuốn vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai và quên đi sự tốt đẹp cùng giá trị của hiện tại. Hạnh phúc là khả năng trân trọng và sống đúng với từng giây từng phút mà cuộc sống mang lại. Sau đây là 30 lời Phật dạy về hạnh phúc. Thứ nhất, cho đi sự yêu thương, hạnh phúc tự tìm đường đến, lạc quan, vui vẻ, bệnh tật rồi sẽ qua đi. A Di Đà Phật. Thứ hai, vạn pháp duy tâm tạo. Con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. Thứ ba, thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa. Thứ tư, không có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Thứ năm, vợ chồng cùng sống cùng chết, nháy mắt là thống khổ, nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc. Thứ sáu, rất nhiều người vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu nhầm người, nhưng càng nhiều người vì yêu đúng người mà hạnh phúc trọn đời. Thứ bảy, hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. Thứ tám, đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Thứ chín, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng. Thứ mười, nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thực sự dựa trên sự bình yên. 11. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương. 12. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. 13.
Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi đi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 14. Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem lại hạnh phúc đến cho người và cho chính mình. 15. Hạnh phúc không phải làm dơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới chính là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tức vận mệnh sẽ tươi đẹp. 16. Làm người phải biết vui vẻ. Niềm vui và nỗi buồn luôn xen kẽ lẫn nhau. Vui vẻ có mức độ chính là cả đời được thanh thản. 17. Không đi đến cực đoan. Đi đến cực đoan bao giờ cũng gặp thất bại thảm hại. Phải chủ động tìm kiếm sự khôn ngoan của cuộc đời. 18. Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là nhận ra rằng bạn hoàn toàn hạnh phúc mà không cần đến những thứ mà bạn cứ ảo tưởng là mình buộc phải có. 19. Nguồn gốc của mọi khổ đau trên thế gian đều bắt nguồn từ tâm bám chấp. 20. Có sinh, ắt có diệt. Có hợp, ắt có tan. Có thịnh, ắt có suy. Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, cũng hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 21. Hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có. 22. Hãy biết cảm ơn cả những nghịch cảnh. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 23. Quy luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. 24. Đừng xem thường những điều nhỏ bé. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. 25. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến. Hạnh phúc được nhân lên khi được sẻ chia. 26. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình. Mỗi người phải tự cất bước trên đôi chân của chính mình. 27. Là người biết hài lòng sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Không biết hài lòng, mãi mãi không biết được hạnh phúc. 28. Kiềm chế và khắc phục được sự thèm muốn sẽ giải thoát con người ra khỏi mọi cảnh huống xảy ra. Dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, sẽ mang lại sự bình an cho con tim và tâm thức của mình. 29. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút thôi. 30. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bản thân bạn phải là người có được những điều đó trước đã.